Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series các món ăn từ nồi chiên không dầu. Và ngày hôm nay thì Ăn Sạch Sống Khỏe sẽ chia sẻ tới các bạn một công thức, một món bánh vô cùng là thơm ngon. Đó chính là món bánh dứa các bạn nhé. Món bánh dứa sẽ được chiên bằng nồi chiên không dầu. Vậy các bạn có thể thấy những chiếc bánh dứa của chúng ta nhỏ xinh rất là đáng yêu này các bạn này. Đó, chúng ta chỉ cần bỏ ra một chút thời gian thôi là chúng ta đã có thể làm ngay những chiếc bánh dứa vô cùng là thơm ngon và bắt mắt. Mời quý vị và tất cả các bạn hãy cùng theo dõi video hướng dẫn của Ăn Sạch Sống Khỏe ngay sau đây các bạn nhé. Đầu tiên về phần nguyên liệu để mình làm thì mình sẽ chia làm hai phần nguyên liệu các bạn nhé. Mình sẽ chia làm phần nhân bánh cũng như là vỏ bánh. Và đây là những nguyên liệu mình chuẩn bị cho khoảng tầm 10 chiếc bánh dứa của chúng ta các bạn nhé. Đầu tiên về phần nhân bánh thì các bạn chuẩn bị cho mình một quả dứa. Đó, các bạn chuẩn bị cho mình một quả dứa và tiếp theo là mình sẽ chuẩn bị 30g đường. Đây là phần chuẩn bị cho phần nhân. Đó. Tiếp theo nữa về phần vỏ bánh thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình 150g bột mì đa dụng. Đó, các bạn chuẩn bị cho mình 150g bột mì đa dụng nhé. Và tiếp đến thì mình sẽ chuẩn bị 120g bơ lạt. Đây là phần bơ lạt các bạn nhé, chứ không phải là bơ thực vật đâu nhé. Đây là bơ lạt. Tiếp đến sẽ là một quả trứng gà. Một quả trứng gà nhưng mà mình sẽ chỉ lấy lòng đỏ thôi các bạn nhé. Một quả trứng gà. Và tiếp theo nữa thì các bạn sẽ cần chuẩn bị 35g sữa đặc. Đây là phần vỏ bánh của chúng ta. Đó, ngoài ra nếu như các bạn muốn tạo hình cái phần bánh dứa của chúng ta đẹp hơn thì các bạn hãy chuẩn bị thêm một chiếc khuôn hình trái dứa như thế này nhé. Để mình sẽ làm những chiếc bánh dứa này các bạn này. Đó. Còn nếu không có thì các bạn cũng thể nặn được, không sao cả. Và trên đây là tất cả những nguyên liệu mà mình chuẩn bị để làm món bánh dứa. Và bây giờ mình sẽ tiến hành bắt tay vào thực hiện ngay các bạn nhé. Đầu tiên trước khi mà mình làm bánh ý, thì chúng ta cần phải làm nóng nồi chiên không dầu chúng ta. Và các bạn sẽ để 10 phút 180 độ để cho cái phần nồi của chúng ta nó nóng trước khi mình làm bánh. Thì cái nhiệt của nồi chiên không dầu của chúng ta nó mới đều. Bởi vì thường các bạn biết là nồi chiên không dầu của chúng ta nó không phải là nướng đúng không nào. Chính vì thế mà mình cần phải làm nóng cái phần nồi chiên không dầu lên thì cái nhiệt độ nó sẽ đều trước và khi mà mình nướng bánh nó sẽ dễ hơn. Đầu tiên thì mình sẽ tiến hành sơ chế phần dứa của chúng ta nhé. Mình sẽ tiến hành là gọt vỏ dứa để mình sẽ lấy cái phần thịt dứa bên trong. Các bạn mua dứa nếu các bạn muốn dùng ngay thì các bạn có thể bảo người bán hàng họ sẽ gọt sẵn cho mình nữa thì mình sẽ tiết kiệm được một công đoạn khá đấy các bạn. Sau đó thì cái phần dứa sau khi đây là mình đã gọt xong rồi. Và bây giờ mình sẽ tiến hành thái thành các lát rồi để mình sẽ đi xay nhuyễn cái phần dứa này của chúng ta các bạn nhé. Đó. Các bạn sẽ thái những cái sợi để mình sẽ dễ dàng cho vào máy xay sinh tố để mình xay nhuyễn cái phần dứa nhé. Mình sẽ cho dứa của chúng ta vào trong cái máy xay sinh tố và mình sẽ tiến hành là xay nhuyễn cái phần dứa của chúng ta các bạn nhé. Sau đó thì mình sẽ bắc một chảo lên trên bếp và mình cho cái phần hỗn hợp dứa đã xay của chúng ta cùng với đường vào trong chảo các bạn nhé. Đó. Sau đó thì các bạn sẽ đảo đều lên để mình sẽ xên cái phần nước dứa này của chúng ta các bạn nhé. Các bạn xên cho đến khi mà cái phần nhân của chúng ta nó quyện lại thành một cái khối đặc dẻo nhé các bạn nhé. Các bạn để lửa nhỏ đây nhé. Đấy, khi mà mình thấy cái phần nhân dứa của chúng ta nó thành một cái khối đặc dẻo rồi đây này các bạn này. Mình sẽ tắt bếp và để nguội các bạn nhé. Đó. Công đoạn tiếp theo là mình sẽ làm vỏ bánh các bạn nhé. Đầu tiên thì các bạn sẽ trộn cái phần bơ và phần sữa đặc của chúng ta vào một cái bát các bạn nhé. Đó, đầu tiên thì các bạn trộn đây phần bơ các bạn nhé. Và tiếp theo đó thì mình sẽ cho cái phần sữa đặc của chúng ta vào. Đó, sau đó thì mình sẽ cho vào đây cái lòng đỏ trứng gà các bạn nhé. Các bạn sẽ tách lấy cái phần lòng đỏ trứng gà. Mình chỉ lấy lòng đỏ thôi nhé, các bạn nhớ là mình không lấy lòng trắng đâu. Và sau đó thì mình sẽ khuấy đều lên nhé. Mình sẽ cùng hỗn hợp bơ sữa đặc cũng như là trứng gà. Đó, mình sẽ sử dụng một cái rây nhé các bạn nhé, để mình sẽ rây cái phần bột mì của chúng ta. Mình sẽ rây để cho cái phần bột mì của chúng ta nó mềm, nó mịn ấy. Nó qua cái rây gọc này thì nó sẽ rất là mịn. Các bạn vỗ nhẹ nhé, thì mình sẽ thu được cái phần hỗn hợp bột nó rất là mịn nhé. Nó sẽ không bị vón cục. Sau đó thì mình sẽ trộn đều cái hỗn hợp bột vào cái phần bơ trứng sữa này của chúng ta với nhau các bạn nhé. Mình trộn đều lên. Đây là cái phần bột mà sau khi mà chúng ta đã trộn giữa phần bột mì cũng như là phần bơ của chúng ta các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ tiến hành là bọc kín cái khối bột này của chúng ta vào ngăn mát tủ lạnh các bạn nhé. Khoảng tầm 40 phút thì lúc đấy thì bột của chúng ta nó sẽ cứng cáp hơn và nó dễ tạo hình hơn các bạn nhé. Đó, bây giờ mình sẽ cho vào ngăn mát tủ lạnh. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành tạo hình cho món bánh dứa của chúng ta các bạn nhé. Mình sẽ sử dụng một cái khuôn như thế này. Mình sẽ có thể cho vào đây một chút bột ý, thì nó tí nữa nó sẽ không bị dính các bạn nhé. Mình cho vào khuôn một chút bột. Lát nữa thì mình làm cái phần bánh nó sẽ không bị dính. Đó, và bây giờ mình sẽ tiến hành là làm phần bánh dứa của chúng ta các bạn nhé. Các bạn lấy một cục bột của dành chúng ta, các bạn ứng chừng là một cái cục bột này nó sẽ vừa với cái khuôn này nhé. Đó, và mình sẽ tiến hành lặn cái phần bánh của chúng ta. Các bạn ấn dẹt cái phần bánh xuống nhé. Đó, các bạn ấn dẹt cái phần bánh của chúng ta này. Rồi sau đó thì mình sẽ cho phần nhân dứa của chúng ta vào chính giữa nhé. Và mình sẽ bọc lại. Các bạn sẽ bọc lại sao cho nó kín cái phần nhân dứa của chúng ta. Đó, và sau đó thì mình sẽ xoa nhẹ để cho cái phần bột của chúng ta nó sẽ đóng lại. Sau đó thì mình sẽ tiến hành là ấn cái phần cục bột này của chúng ta vào trong khuôn các bạn nhé. Mình sẽ ấn vào cái phần khuôn này. Các bạn sẽ ấn làm sao nó vừa với cái phần khuôn nhất nhé. Và bây giờ mình sẽ tiến hành là dùng một cái dao lam để mình tạo cái họa tiết cho cái bánh dứa nhé. Các bạn dùng cái dao lam mà các bạn có thể cứa thành các đường chéo nhé, để mình tạo ra cái họa tiết giống của quả dứa các bạn. Đó, bây giờ nó chưa rõ đâu. Rồi khi lát nữa mình nướng thì nó sẽ nhìn ra rất là rõ nha các bạn. Ok. Đây là phần bánh dứa mà sau khi mà mình đã tạo hình xong nha các bạn nhé. Giờ mình sẽ tiến hành cho bánh dứa của chúng ta đi nướng. Nếu như các bạn muốn bánh dứa của chúng ta vàng hơn thì các bạn sẽ quét lên cái mặt bánh của chúng ta một cái lớp lòng đỏ trứng gà các bạn nhé. Mình sẽ quét lên đây một lớp lòng đỏ trứng gà thì món bánh của chúng ta nó sẽ vàng hơn và nó sẽ bóng hơn. Rồi sau đó thì mình sẽ xếp bánh của chúng ta vào trong lò chiên không dầu các bạn nhé. chết là 160 độ 10 phút các bạn nhé. Đó, và bây giờ mình sẽ đợi cho nồi chiên không dầu hoạt động. Đây, những chiếc bánh dứa nhỏ xinh của chúng ta rất là bắt mắt đúng không nào? Có một vỏ màu vàng rất là vàng đẹp này các bạn này. Đặc biệt là bánh dứa của chúng ta có hương thơm rất là thơm nhá. Bây giờ mình sẽ xem cái miếng bánh dứa của chúng ta nhé. Đó, các bạn có thể thấy nhân bánh dứa của chúng ta rất là ngon này các bạn ơi. Đó, các bạn có thấy là ngon không đúng không nào? Miếng bánh của chúng ta bên ngoài giòn rụm mà bên trong cái phần nhân dứa rất là ngọt ngào nha các bạn nhé. Như vậy là chúng ta chỉ cần bỏ ra một chút công sức thôi là chúng ta đã có một món bánh thật là ngon cho cả gia đình rồi. Ta-ta! Và trên đây là thành phẩm bánh dứa của chúng ta các bạn nhé. Các bạn có thể thấy này, những chiếc bánh dứa của chúng ta nhỏ xinh này, màu vàng óng là rất là đẹp mắt đúng không nào? Cùng với đó là bánh dứa của chúng ta có một mùi thơm rất là đặc trưng của mùi dứa. Mình rất thích cái mùi thơm này các bạn nhé. Thơm dịu nhẹ, rất là hấp dẫn nha các bạn nhé. Bởi với những cách làm bánh dứa vô cùng đơn giản bằng nồi chiên ăn không dầu mà Ăn Sạch Sống Khỏe chia sẻ ngày hôm nay, hy vọng rằng các bạn sẽ thành công với công thức này. Quý vị các bạn nhớ ủng hộ kênh bằng cách ấn nút đăng ký kênh và nhớ bấm nút chuông để cập nhật những video hướng dẫn các món ăn ngon từ nồi chiên không dầu từ Ăn Sạch Sống Khỏe các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.